Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Vua buồn thầm dùng lời khóc kể rằng cha già biết cây nhờ ai, khuyên con nên ở chốn điện đài lo nối nghiệp sao tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya len trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá sông pha bờ bồi. Ngày thuở ấy năm 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì, trải bao phen lao khổ xiết chi, sao ngài đến rạch có quan cảnh bác tham thiền ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Đào gần đắc ma dương theo khuây, dùng thần thông nghĩ lực dẹp ta, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước vô trương độ chúng. Chú thích: nối nghiệp là tiếp kế sự nghiệp của ông cha từ trước, đây ý nói sự nối ngôi vua. Chẳng xá là không nệ hà, không kể, không quản. Ví dụ, chẳng xá sự gian lao cực khổ, cũng dùng như chữ chi xá, đâu xá hay xá gì. Như Đức Thầy có viết: anh hùng đâu xá cảnh gian lao. Sông pha là lướt tới, sấn tới, dấn thân vào chịu đựng mọi sự gian nan gai góc. Nước non ngàn dặm sông pha cũng đành. Đức Thầy từng nói: sông pha chiến địa gian nan xá gì. Đại hùng là sức dũng cảm mạnh mẽ to lớn. Tâm đại hùng là lòng dũng mãnh dứt bỏ được sự nhiễm ô luyến ái. Đây là một trong 3 chí đức mà thế gian thường ca ngợi Phật Thích Ca. Thứ nhất, ngài đoạn tuyệt được cảnh đời vương giả, vợ đẹp, hầu sinh là tâm đại hùng. Thứ nhì, tự dùng sức mạnh của tinh thần hàng phục được nội ma, dục vọng và ngoại ma, ma vương dưới cội bồ đề, đó là chí đại lực. Thứ ba, sau khi đắc đạo, Phật không nỡ nhập Niết Bàn sớm, vẫn trụ thế 49 năm để cứu độ các giới chúng sanh, đó là lòng đại từ bi. Đức Thầy từng thốt: phải chổi dậy nương dây hùng tráng, chữ đại hùng đại lực từ bi. Cương quyết là lòng cứng cỏi khăng khăng và nhất định làm cho được việc, dù gặp lắm cản trở khó khăn cũng không hề lơ đễnh lùi sụp. Đức Phật có dạy: đời sống của các ngươi có vui tươi hay đau khổ đều do các ngươi quyết định và tạo lập lấy. Rạch ni liên thuyền cũng viết là ni liên thuyền, do Phạn ngữ Niranjana
Phiên âm: Ni Liên Thuyền. Tàu dịch là Bất Lạc Trước Hà. Có nghĩa: con sông chẳng đắm nhiễm dục lạc, vốn là một con sông nằm gần núi Tượng Đầu, sớm Ưu Lâu Tần Loa, thuộc nước Ma Kiệt Đà, Ấn Độ. Trước khi tịnh tọa dưới cội Bồ Đề, Đức Thích Ca có xuống rạch Ni Liên Thuyền tắm rửa sạch sẽ. Do đó, người đời sau thường tán tụng nước ở con sông này có diệu năng rửa sạch mọi điều nhơ bẩn. Ni Liên Hà Lý, phi hữu cấu nhi kiến trừ. Tham thiền cũng gọi là thiền định hay thiền na, do Phạn ngữ Prana. Tham là suy gẫm, quán xét. Thiền là tịnh lự, là tư duy. Nói chung, tham thiền là chú tâm yên lặng mà quán xét, suy gẫm để diệt trừ phiền não hoặc tìm hiểu đạo lý màu nhiệm. Đức Thầy từng dạy: Phật Pháp thiền na dốc thực hành. Hoặc là: định tâm thần như mặt nước hồ, suy với nghĩ, nghĩ suy đường lối. Khổ hạnh: hạnh tu ép sát hành khổ. Lúc Đức Thích Ca đến Khổ Hạnh Lâm cùng với năm anh em Kiều Trần Như tu lối ép sát hành khổ, mỗi ngày đêm ngài chỉ ăn một vài hột mè, uống một ít giọt xương, thân hình gầy ốm đến đổi bài cả bộ xương ra. Hôm nọ vì quá kiệt sức nên ngài đang đi bỗng té xỉu. Chừng tỉnh dậy, ngài mới phát kiến được hai xu hướng sai lầm. Thứ nhất, sống cảnh quá đầy đủ sung sướng thì tu không được. Thứ nhì, tu ép sát hành khổ lại càng không kết quả. Nhờ đó, ngài tìm ra được con đường trung đạo, liền từ giã nơi đây, đến ngay cội Bồ Đề, ngồi tham thiền suốt 49 ngày là đắc quả Như Lai. Thần thông: thần là linh diệu, không thể liệu lường được. Thông là vô ngại, lưu thông tự tại, không chi ngăn trở nổi. Thần thông là tiếng nói chung để gọi ngũ thần thông của các hàng tiên nhân hay lục thần thông của các bậc La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, gọi tắt là ngũ thông hay lục thông. Đức Giáo Chủ từng cho biết: mắt nhìn thấy thần thông biến hóa, Đức Di Đà hiện chóa hào quang. Nghị lực là sức mạnh mẽ để tiến tới. Đây chỉ về sức mạnh của tinh thần. Nhà tu hành có 5 sức mạnh để đạt đến quả Phật. Thứ nhất, tính lực. Cái gốc tin tưởng có sức phá tan những tà tính dối trá. Thứ nhì, tinh tấn lực. Cái gốc tinh tấn tăng trưởng có sức phá tan tâm giải đại nhơ xấu. Thứ ba, niệm lực. Cái gốc niệm tưởng chân chánh tăng trưởng có sức phá tan các tà niệm. Thứ tư, định lực. Cái gốc thiền định tăng trưởng có sức phá tan các loạn động. Thứ năm, huệ lực. Cái gốc sáng suốt tăng trưởng có sức phá tan vô minh vọng hoặc trong tam giới. Na Tiên Tỳ Kheo Kinh có dạy rằng: nhờ nghị lực giúp nhà tu đến khi đắc đạo và thoát khỏi luân hồi sanh tử. Đức Thầy nay cũng nói: quyết lòng rửa sạch tiền khiên, ra quay ra lực hùng yên mới là. Đắc đạo hoàn toàn tức được giác hạnh viên mãn, cũng gọi là chứng quả Phật. Vì nhà tu từ bậc thinh văn đến Bồ Tát vẫn còn tiếp tục tu cho đến khi chứng quả Như Lai mới thành đạt mục đích, nên gọi là đắc đạo hoàn toàn. Độ chúng là cứu vớt, quá độ chúng sanh. Lược giải từ câu 231 đến câu 248: nghe Thái tử xin xuất gia tầm đạo, vua Tịnh Phạn rất sầu não nên dùng đủ lời khuyên lơn: cha đã già yếu, chỉ hy vọng một mình con, sau này
sẽ thay cha mà trị vì thiên hạ. Vậy hiện giờ con nên ở lại, vừa lo giữ gìn cơ nghiệp, vừa tu tập lần lần, rồi sau sẽ xuất gia, cũng chẳng trễ lắm đâu. Thái tử tâu tiếp: Nếu phụ vương muốn con nối nghiệp thì xin giúp cho con ba việc. Làm sao cho con trẻ hoài không già, mạnh hoài không đau, sống hoài không chết, và cứu khổ được chúng sanh, thì con sẽ vâng lời mà ở lại. Nghe qua, vua Tịnh Phạn lấy làm bối rối, vì không thể làm sao cho thái tử thỏa mãn các điều ấy. Nhưng vua cũng cố tình ràng buộc thái tử. Ngài liền cho tăng thêm các cuộc vui chơi luôn cả ngày đêm trong cung điện. Riêng lòng thái tử đã nhất quyết, nên vào một đêm nọ, sau cuộc múa hát của các cung nữ, mọi người đều ăn giấc. Thái tử muốn vào từ giã vợ con lần cuối, nhưng e gặp trở ngại nên nén lòng lui ra. Ngài kêu Sa Nặc thắng yên ngựa, rồi thầy trò cùng lên lưng ngựa kiền trắc vượt khỏi thành. Hôm ấy là ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, đúng năm ngài 19 tuổi. Phi ngựa đến sông Anoma, trời vừa rạng đông, thái tử xuống ngựa, lấy gươm cắt tóc và lột áo mão cùng đồ trang sức trao hết cho Sa Nặc, bảo mang về hoàng cung để vua cha thấu rõ chí xuất gia của ngài. Bấy giờ thái tử chỉ còn một hình một bóng, chẳng quản trước núi cao rừng thẳm, thú dữ trong gai. Ngài đem bộ nhung phục đổi cho anh thợ săn để lấy bộ đồ già mặc vào, cho không còn vướng chút mùi dương giả nào trong thân nữa. Trước hết, thái tử đến vấn đạo nơi ông bạc già. Nghe giáo lý này không đưa người đến chỗ giải thoát, nên từ giã ra đi. Kế ngài gặp hai ông Alara và Quốc Đầu Lâm Phất ở tu thiền định với hai ông 6 năm. Khi nhận ra pháp tu này chỉ đắc đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, chớ chưa ra khỏi tam giới, ngài liền giả từ ra đi. Sau rốt ngài đến khu rừng già U Lâu Tần Loa, phía nam núi Tượng Đầu, gần bờ sông Ni Liên Thuyền. Thấy phong cảnh tốt đẹp nên ngài trụ lại đây tu khổ hạnh 6 năm nữa, với lối tu ép sát hành khổ của ngài vượt bậc hơn 5 người bạn cùng tu, khiến họ vô cùng kính nể. Hôm nọ vì quá kiệt sức nên ngài đang đi bỗng ngã xỉu. Chừng tỉnh lại, ngài mới nhận ra lối tu như vậy quá lầm lạc, vì trí huệ chưa mở, đạo quả chưa thành mà đã bỏ thân thì làm sao cứu độ được ai. Nên ngài quyết định ăn uống lại như thường. Đường trung đạo. Gần nơi ấy có thiếu nữ Tu Xá Đề cùng một tỳ nữ đi ngoạn cảnh. Vừa gặp thái tử thì nàng biết ngay là người bị lao và nhịn đói. Nàng bước nhanh về nhà, lấy thứ sữa hảo hạng đựng trong cái bát bằng vàng đem đến dâng cho ngài. Ngài dùng sữa xong, sức lực dần dần bình phục, liền xuống sông Ni Liên Thuyền tắm rửa sạch sẽ. Rồi ngài đi thẳng đến cội Bồ Đề Tất Ba La, ngồi thiền định luôn 49 ngày. Và ngài có phát đại thệ: Nếu ta không thành đạo chứng quả, nguyện trọn đời chẳng rời gốc Bồ Đề này. Lúc thái tử sắp thành đạo, bọn ma dương hiện đến, dùng đủ cách phá ngài. Đầu tiên chúng giả vờ kính phục, yêu cầu ngài nhập niết bàn ngay, nhưng bị ngài bác bỏ. Chúng liền dùng binh ma khí giới quán võ hô phong, song cũng chẳng hại được ngài. Ma dương liền trở cách, cho ba đứa con gái đến, dùng hình dốc lả lơi khiêu gợi, lời lẽ ngọt ngào quyến rũ, nhưng tất cả đều phải khuất phục dưới thần lực của ngài. Sau khi chiến thắng, bọn ma dương, ngoại ma và các di tế phiền não, nội ma,
Thái tử Sĩ Đạt Ta đắc quả vô thượng bồ đề, chánh đẳng chánh giác, hiệu là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm ấy, vào ngày mùng 8 tháng Chạp, đắc đạo xong, Đức Phật thực hiện ngay chí nguyện đại từ bi, lần chuyển pháp luân, trước hết là ngài đến rừng Lộc Giả, Khổ Hạnh Lâm, thuyết pháp Tứ Diệu Đề và Bát Chánh Đạo cho năm anh em Kiều Trần Như nghe. Nghe xong, năm người này đều tỏ ngộ và chứng quả A-la-hán. Từ đó, Phật Pháp Tăng có đủ. Cũng từ độ ấy, Phật cùng chư Tăng du hành khắp nơi, khai hóa đạo màu để rộng độ các tầng lớp chúng sanh.